xin chào tất cả các bạn đang xem và theo dõi kênh youtube vườn nhà bon của mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái hiện tượng mùa mưa này cây đào nó rụng cái ná vàng thì nhiều bạn chưa biết cái hiện tượng mùa mưa này nó rụng ná như vậy các bạn thấy no nắng nhưng mà cái hiện tượng này nó là hiện tượng bình thường của cây thì những cái ná đấy nó là ná từ đầu năm lúc cây nó mới lầy thì đến tầm này là nó già rồi Các bạn để ý này Ở chỗ dưới gốc này Rất là nhiều lá vàng nó rụng Các bạn thấy cây đào phát triển rất là khỏe mạnh Nhưng mà về cái mùa này Nó rụng lá rất là nhiều Nhiều bạn mới không biết Thì cứ no nắng là không biết nó bị làm sao Những cái lá này là Đến mùa này là nó già Nó không Có tác dụng nhiều ở trên cây Mà cái cây nó phải nuôi cái lá này Thì nó phải loại bỏ Đấy, những cái lá vàng này là nó già nó rụng chứ nó không phải là hiện tượng bệnh tật gì của cây cả. đấy ở góc này các bạn nhìn rất là rõ rất là nhiều lá vàng. thì những cái lá này là nó ở trong cái tán cây khi cây đào nó phát triển khỏe mạnh rồi khỏe rồi thì những cái lá đấy nó bị che hết ánh sáng nó không đủ ánh sáng để nuôi ná nữa mà ná nó cũng già rồi nó không có tác dụng quang hợp hay là để nuôi cây nữa thì cái ná đấy nó sẽ rụng đi chứ nó là hiện tượng rất là bình thường các bạn không cần phải no nắng cái cây nào nó ná nó cũng rụng như thế hết trong gốc các bạn xem này rất là nhiều rất là nhiều lá vàng đây là cái hiện tượng rất là bình thường của cây nhé, các bạn không cần phải lo no nắng. cái này cũng dụng lá này, đây có cái quả này, quả này là hoa, nước sau mình vặt đi nó sót, nó còn quả. quả đây, sát gốc đang già quả nó teo đi cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình chúc các bạn có những cây đào thật là đẹp để đón tết các bạn có những câu hỏi gì liên quan đến cây đào thì cứ bình luận ở bên dưới